Con đường đi đến độc lập tài chính trong năm 2023, lập kế hoạch tài chính chưa đủ, phải biến mọi món đồ mua sắm thành một khoản đầu tư có lợi. Đừng chỉ mua sắm để thỏa mãn đam mê, hãy mua sắm một cách thông minh và có tầm nhìn. Với những biến động của nền kinh tế trong năm qua, hãy biến năm mới 2023 thành một năm để thay đổi thói quen và cải thiện tình hình tài chính của bản thân. Dưới đây là 12 giải pháp mà bất cứ ai cũng có thể thực hiện để chèo lái đưa bản thân đến cái đích tài chính đã đặt ra. Một, đặt ra xem xét các mục tiêu tài chính trong vòng 3, 5 và 10 năm. Nếu bạn chưa bao giờ đặt mục tiêu tài chính cho mình, giờ là lúc để bắt đầu. Trước tiên, hãy lập một danh sách đầy đủ tất cả các mục tiêu bạn muốn đạt được trong đời, nhưng chọn ra 3 mục tiêu quan trọng nhất hiện tại. Một mục tiêu ngắn hạn trong vòng 3 năm, một mục tiêu trung hạn, 3 đến 5 năm và một mục tiêu dài hạn trong hơn 10 năm kể từ bây giờ. Các nghiên cứu đã chỉ ra, chẳng hạn như nghiên cứu dựa trên một cuộc khảo sát được thực hiện vào năm 1979 tại Harvard, Rằng việc đặt ra các mục tiêu rõ ràng cho tương lai bằng văn bản sẽ tăng cơ hội đạt được chúng. 2. Tạo ngân sách. Lập ngân sách không chỉ là phản ánh những gì bạn không thể có, mà còn là những suy nghĩ về cách kéo dài, đầu tư và chi tiêu số tiền bạn kiếm được một cách khôn ngoan. Tóm lại, đó là làm cho tiền của bạn tiến xa hơn. Một ngân sách được cân nhắc kỹ lưỡng, có tính kế hoạch và tính thực tế là một công cụ tài chính tạo điều kiện thuận lợi cho những mục tiêu tài chính, góp phần biến chúng thành hiện thực. Hãy bắt đầu bằng việc kiểm soát số tiền đến và đi mỗi ngày. Ta có thể sử dụng các app tài chính để trợ giúp mình trong việc này. 3. Trả bớt hoặc trả hết nợ. Các khoản nợ lớn nhỏ có thể cướp đi tương lai của mỗi người. Ngoài ra, một khoản nợ lớn có thể gây căng thẳng và ngăn cản ta đạt được các mục tiêu tài chính đã đặt ra. Do đó trong năm mới, cần xác định trả nợ là một việc quan trọng phải hoàn thành. 4. Chi cho mình trước. Hãy tiết kiệm một phần thu nhập mỗi khi có lương, có thưởng. Đây thực sự là một hình thức chăm sóc bản thân ta có thể tự động hóa việc tiết kiệm, hãy chuyển số tiền tiết kiệm vào những tài khoản khó rút ra hơn, như vậy ta sẽ không đụng đến số tiền đó trong trường hợp chưa thực sự cần đến. Dần dần tích tiểu thành đại, ta có thể gây dựng một số tiền tiết kiệm đáng kể cho mình. Năm, bắt đầu đầu tư. Đầu tư là một trong những cách tốt nhất để xây dựng sự giàu có và đạt được các mục tiêu. Đầu tư luôn đi kèm với rủi ro, nhưng cũng vì như thế, lợi nhuận mới được sinh ra. Hãy phân bổ các khoản đầu tư thông minh, phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro và mục tiêu của bản thân. Ta có thể nhờ đến các tư vấn viên tài chính hay thậm chí đầu tư qua các ứng dụng tài chính sẵn có trên điện thoại. 7. Mua bảo hiểm. Tình hình tài chính của gia đình sẽ bị ảnh hưởng thế nào nếu ta bị thương tật hay qua đời? Bảo hiểm chính là một công cụ giúp tình hình tài chính đó không bị lung lay trong những trường hợp không may xảy đến. Hãy chọn những hãng bảo hiểm uy tín để đảm bảo số tiền mình bỏ ra được gửi gắm ở nơi đáng tin cậy. 8. Có kế hoạch rõ ràng với khối tài sản sau khi qua đời. Sự qua đời của người thân luôn là nỗi đau với người ở lại, nhưng còn đau lòng hơn khi những tranh chấp tài sản xảy ra sau đó, chỉ vì di chúc không phân chia rõ ràng khối tài sản của người đã khuất. Vậy thì để tránh điều này xảy ra, hãy nghĩ đến việc lập di chúc, giấy ủy quyền để phân chia tài sản từ trước, tránh những xung đột đáng tiếc giữa những người thân yêu chỉ vì mảnh đất hay một thứ tài sản nào đó. 9. Lập kế hoạch cho tuổi nghỉ hưu. Bất kể bạn đang ở giai đoạn nào trong cuộc đời, không bao giờ là quá trẻ để lên kế hoạch nghỉ hưu. Với hầu hết mọi người nghỉ hưu ở tuổi 60 hoặc 65 và tuổi thọ trung bình là 78 đến 80, thời gian nghỉ hưu trung bình là khoảng 15 đến 20 năm. Đó là một khoảng thời gian rất dài, đáng để ta phải đầu tư thời gian sắp xếp cho hợp lý, tận hưởng tuổi già trọn vẹn nhất. 10. Đầu tư vào bản thân. Khoản đầu tư tốt nhất là đầu tư vào chính mình. Hãy học một kỹ năng mới trong năm nay, nhất là kỹ năng về tài chính hãy tìm hiểu về cách đầu tư và quản lý tiền của bản thân. Hoặc cũng có thể nâng cao kiến thức về lĩnh vực mà bạn đam mê, chẳng hạn như khiêu vũ hay học ngoại ngữ. Ngày 11, làm thêm một công việc phụ. Tỷ phú Warren Buffett từng nói, nếu bạn không tìm cách kiếm tiền khi đang ngủ, bạn sẽ làm việc cho đến chết. Trong năm mới, hãy cân nhắc bắt đầu một công việc phụ, thậm chí là phát triển một công việc kinh doanh phù hợp với niềm đam mê và chuyên môn của bản thân. Đó có thể là viết blog, viết quảng cáo, bán hàng online, làm gia sư. Một công việc phụ không những mang lại thu nhập mà còn giúp ta rèn luyện thêm các kỹ năng hữu ích. Ngày 12, biến mọi món đồ mình mua thành một giao dịch có lợi. Mua sắm là một nhu cầu cố hữu của con người, dù là mua sắm để đầu tư hay mua sắm để phục vụ cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, ai cũng mua sắm nhưng không phải ai cũng biết mua sắm thông minh. Và đó cũng là lý do mà mọi người cần biết cách biến mọi món đồ mình mua thành một giao dịch có lợi. Để làm được điều này, hãy bắt đầu với việc tìm kiếm các thương hiệu tốt mà mọi người sẵn sàng mua xe cường Han mua những sản phẩm đó có thể giúp ta có một tài sản có thể bán lại khi không cần nó nữa mà không mất tiền vốn quá nhiều cùng với đó cần mua những thứ bền chắc đừng ham rẻ vì của rẻ là của ôi nếu món đồ đó không có chất lượng tốt mà ta lại cần nó hàng ngày nó sẽ sớm hỏng hóc và sẽ sớm phải thay thế ngoài ra hãy chú ý mua những sản phẩm có mức sụt giá thấp như macbook chẳng hạn thậm chí một số mẫu xe cổ điển cũ có giá còn cao hơn xe mới trên thị trường điều quan trọng nhất hãy xem sản phẩm ấy có giúp cải thiện cuộc sống của bạn hay không có những sản phẩm là những khoản đầu tư tốt vì ngay cả khi chúng không trực tiếp giúp ta kiếm tiền chúng có thể thúc đẩy ta phát triển ở một khía cạnh cụ thể trong cuộc sống chẳng hạn như vé tháng tập gym sẽ giúp ta cải thiện sức khỏe năm mới luôn là thời điểm tốt để xem xét tình hình tài chính của bản thân và thực hiện các thay đổi cho phù hợp với các giá trị và mục tiêu đã đặt ra hãy bắt tay thực hiện ngay từ bây giờ để năm mới thêm khởi sắc hiệu quả và thành công